Em xin chào tất cả cô chú anh chị Hoa Lan toàn quốc nhá. Hôm nay nhà vườn em lại lên rất là nhiều những mặt hàng có tại vườn nhà em cho các bác sưu tầm. Đầu tiên em lên cho các bác đây là một giò chuỗi ngọc mà nó chi chít chẳng chịt lụ này các bác này. Đấy. Mầm gốc thì lên cực khỏe, cây rất là ok các bác nhá, dễ cực khỏe luôn. Đấy. Mầm gốc đang lên, hiện tại đang lên được 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 cái mầm gốc. Đấy. Một chậu như thế này, chi chít hoa. Mã số 179 200 nghìn đồng ạ. 179 200 nghìn đồng chuỗi ngọc nha các bác nhá, chuỗi ngọc. Tiếp theo lên một giò hoàng thảo kèn. Giò này là hoàng thảo kèn Lào nha các bác nhá, kèn Lào đấy ạ. Giò này cũng đang chi chít nụ như này, hiện tại đang được 11 thân đang nụ. Thì kèn Lào thì mặt hoa của nó cũng giống như mà hoa của kèn Lai Châu thôi, chẳng qua là anh em ta mua cái thằng kèn Lai Châu là muốn sưu tầm cái mặt hoa của Việt Nam thôi. Mã số 178. Đây, mặt hoa của kèn Lào cũng rất là đẹp rồi các bác này. Không kém gì đâu các bác nhá. Rất là đẹp, sặc sỡ như này. Còn này có giá 500 000 đồng các bác nhá, 500 000 đồng ạ. 500 000 hoàng thảo kèn Lào. Tiếp theo là giò kim điệp xuân. Kim điệp xuân mã số 182. 182 giò này hiện tại đang có được 1 2 3 4 5 6 7 7 này, 8 9 10 11 12 13. 13 14 15 cũng được 15 cái lụ này, 15 lụ. Mã số 182 có giá là 150.000 ạ, 150.000 các bác nhé. Trồng thuần trên cái chậu này là chậu nhựa Phi 21 đấy, chậu nhựa đen Phi 21. Một giò chuỗi ngọc nữa, giò này thì xanh gì luôn, cũng rất nhiều nụ ạ. Giò này cũng có giá là 200.000 đồng, 200.000 đồng ạ. Chẳng qua là cái giò kia vặt lá đi thôi, vặt hết lá thì nhìn nó lộ lụ ra thôi, còn cái này thì chưa vặt lá. Nói chung các bác về cái vặt hết lá thì để cho nó lộ lụ ra cho đẹp. Mã số 184 cũng 200.000 đồng. Tiếp theo mã số 185, một chậu đen rô hoa, mặt hoa như thế này. Đây, mặt hoa tím như này. Nói chung là vặt bông ra thì đằng nào cái này về các bác chắc cũng chả chơi được. Đây, mặt bông như này nhá. Chi chít nụ này. Cái này giò chia sẻ mọi người giá 200 000 đồng, còn giò cuối cùng bán lốt 200 000 đồng. Mã số 185. 185 đen rô xuân 200. Mặt hoa khá là đẹp luôn các bác nhá. Giò tiếp theo lên đó là một giò ruby hoa màu trắng. Ruby trắng tinh nha các bác nhá. Đây, nụ cực to này. 1 này, 2 3 4 5. Hiện tại đang được 5 thân hoa. Cái dòng này thì hoa cả, nếu mà cái tính cả cái này là 6 này. Dòng gốc đang lên đẹp rồi. Loại này thì hoa rất là sai. Đây các bác nhìn nhá, hoa sai từ gốc lên tận ngọn luôn nhá. Dòng này hoa sai hoa lắm. Chậu này mã số 181 có giá 600 000 đồng ạ. 600 000 đồng đấy ạ. 181 600 ruby hoa trắng nhá. 600. Hoa trắng tinh khôi luôn. Tiếp theo lên một giò đùi gà dẹt. Một chậu đùi gà dẹt như này cũng đang nụ chi chít này. Mã số 170 200 000 đồng này. 170 200 000 đồng. Dòng gà dẹt này sau hoa, cây nó dài lắm các bạn. Đây, cái cây này phải dài cả hơn 1 mét luôn. Đây chẳng qua em cong cong của tôi chứ thân dài lắm. Mã số 170 200 000 đồng gà dẹt nhé. Đùi gà dẹt. Thường đùi gà dẹt nó chỉ tầm khoảng 50. 50 là cùng luôn, chưa thấy cái loại nào mà cây nó dài cả mét như này. Tiếp theo lên cho các bác là một cái giò tam bảo sắc hoa trắng tinh, cây được có 40 cm rồi. Hiện tại đang có được một mẹ và một con đây. Đây một mẹ một con nhé các bác nhé. Giò này mã số 180 có giá 250.000, đang có một nụ hoa rồi các bác nhé, đang có một nụ rồi ạ. Đấy, một nụ đang ở lách lá bên này. Chắc là quay vào không nhìn thấy đâu các bác. Nói chung là có một nụ về các bác cứ kiểm tra thoải mái. Mã số 180 250.000 hoa trắng tinh nhá. Đây là tam bảo sắc hoa trắng tinh ạ. Tiếp theo lên một giò quế trắng tháng 8. Quế trắng tháng 8 chậu này được 5 cây, 5 cây quế trắng tháng 8 như này. Trồng thuần trên cái chậu gỗ lục Phi 21 này, mã số 165. Có giá là 350.000. 350.000 ạ, quế trắng tháng 8 ạ. Quế trắng tháng 8 350. Đây, một giò tiếp theo là cái giò này thực sự với các bác này em không biết tên cái giò này, hoa này là hoa gì đâu. Đấy, của anh em người ta trồng thấy đẹp quá nên nhấc về. Đây, đang nụ cực nhiều luôn này các bác này. Đấy. Giò này chia sẻ mọi người giá 100.000 nhé, 100.000. Gọi này gọi là người đẹp không tên đi, không biết tên mà. Mã số 183, 100.000 đồng. Tiếp đến em lên cho các bác một chậu đen rô Úc hoa màu đỏ nhé. Đen rô Úc hoa đỏ, chậu này đây là cái chậu Phi 30 đấy. Mà đây, cái mặt chậu này nó tràn trề như này, cực to luôn. Mã số 188 200 000 đồng ạ, 188 200 000 đồng, đen rô Úc hoa đỏ. Tiếp theo một chậu nữa.
chậu này hoa màu vàng nhé, hoa vàng thì cây nó cao hơn. Đấy, cây nó cao được 40 sen cơ. Chậu này giá 250.000 ạ. Mã số 189 250.000, cũng đen rô Úc nha các anh. Úc hoa vàng. Tiếp theo một chậu đen rô Xuân. Đen rô Xuân thì chậu này năm nay mới ra hoa lần đầu tiên thôi. Đây, mặt bông của nó đây, nụ này các bác này, vẫn còn có được mấy cái nụ về cho các bác ngắm hoa này. Có mỗi thân này ra hoa thôi. Còn tất cả những thân này chưa ra. Năm sau thì chậu này sẽ cực kỳ nhiều hoa luôn các bác nhé, cực kỳ nhiều hoa luôn đấy ạ. Một chậu rất to nhiều thân này, dòng lá mít các bác nhé. Đây, lá mít lá tròn xoe này. Đấy. Còn lá mít này còn gân nữa cơ đây, gân này. Lên gân hết nhá. Cây rất khỏe, mã số 190 250.000. 250.000 ạ, đen rô Xuân. Thân nó đây. To hơn ngón tay cái nhiều. Đó, tiếp theo lên một chậu đùi gà tròn. Đùi gà tròn to như này. Rất nhiều thân hoa. Đấy, thân hoa được 1 2 3 này, 4 này. 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 thân hoa. Trong này 14 thân hoa này, trong này có giá là 600.000 đồng, 600, mã số 158. Thân rất là dài ạ. Thân dài được 2 này, 4 này, 6 này, 8 này. Thân này được mét, mã 185, 600.000 đồng. Tiếp đến em lên một giò chuỗi ngọc nữa, trồng thuần trên cục gỗ như này. Cục gỗ dài được tầm 25 cm, mã số 174. Còn đây có giá 200.000 đồng ạ. 200.000 đồng, mã số 174 chuỗi ngọc. 200, mã 174. Mã số 210, một giò đùi gà nữa. Đấy, giò này được 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 6 7 8 9. Trong này được 9 thân hoa này, đó là 9 thân hoa nhé. 9 thân hoa như này. Đó này sau lụ xanh lét nhỉ. Thôi để lại. Xanh lắm. Chưa sổ hoa. Để lại để ngắm hoa đã. Tiếp đến em lên cho các bác mã số 201 này. 201 đây là một giò trầm trầm rồng đỏ được 1 2 3 4 5 này, 5 thân. 5 thân nụ và tất cả là có 6 thân tơ này nhé. Có 6 thân tơ đấy ạ. 5 thân có nụ thôi. 5 6 7 chứ 7 thân tơ. 2 4 60 cm đang nụ như này. Đấy, 7 thân thì ít nhất sẽ cho các bác 7 mầm gốc, cứ yên tâm là như vậy. Còn nó có đẻ hơn nhiều, tại vì một thân nhiều cây nó đẻ 1 đẻ 2 cơ. Mã số 201 160.000 đồng ạ. 160.000 trầm rồng đỏ, hoa cực thơm luôn nhé. Trầm rồng đỏ 160.000. Mã số 196 một giò hạc vĩ như này. Một giò hạc vĩ đang chi chít nụ này, giò này có giá là 250k, 250. Hạc vĩ 250 đang chi chít nhàng nhịt nụ này. Được 1 2 3 4 5 6 7 8 9 thân hoa. 250.000. Tiếp đến là một giò rồi giò Vanda Uyên Ương. Vanda Uyên Ương mã số 194 200.000 đồng ạ. Vanda Uyên Ương. 194 200.000 đồng. Vanda Uyên Ương nhé. Chậu này là chậu cây xanh blue. Cây một chậu Vanda xanh blue, thân dài 2 4 6. 2 này, 4 này, 6 này, 8 này, 90 cm. Đang được một cái nụ đây này và một cái nụ đây, hai nụ này. Đấy. Chậu này hoa xanh blue các bác nhá. Có giá là 300.000 đồng ạ, mã số 195. 195 300.000 đồng. Cây cao dài luôn. 195 300 Vanda hoa xanh. Tiếp theo lên mã số 159, 159 đây là quế tím, hiện tại đang có được 3 cây và 3 cây đều có 3 nụ, 1 nụ, 2 nụ và đây nụ nữa 3 nụ. Trò này có giá là 1 bao nhiêu đây? 160.000 ạ, 160.000 này. 160 ạ. Mã số 159 160. Tiếp theo mã số 19, một giò kim điệp xuân trồng tuần trên cục gỗ như này, kim điệp xuân thuần gỗ. Giò này có giá là 200.000 đồng, mã số 19 nhá. Mã số 19 200. Đang lên rất nhiều nụ nha các bác nhá. 200.000 đồng ạ, mã số 19 kim điệp xuân. Giò tóc tiên hương dừa, này. Giò này có giá là 250.000. Loại này bây giờ đang bắt đầu ra nụ các bác nhá. Nụ đang bắt đầu ra ở cái lách lá rồi, ra nhiều lắm những cái giò này. Còn cây cao này ra rất nhiều nụ. Mã số 1
91 250.000. Tiếp theo một giò sơn thủy tiên, trồng thuần trên cái chậu nhựa như này. À quên mất chậu giớn này. Rồi được 1 2 1 2 3 4 5 6, được 6 nụ nha các bác nhá. Rồi được 6 cái nụ có giá là 250.000, mã số 192. 192 250.000. Sơn thủy tiên các bác nhá, trồng thuần trên đĩa giớn. Tiếp theo lên nó là một giò hoàng nhạn tháng 4. Hoàng nhạn tháng 4, một cây nhạn này, à một giò này được 4 cây nhạn nhé, 4 cây nhạn trồng thuần trên cái củ gỗ và đặt chậu rồi thôi. Nó lại có giá là 400.000 đồng ạ, 400.000 đồng mã số 73. Mã 73 400. Đây là hoàng nhạn tháng 4 các bác nhá, hoàng nhạn tháng 4, chậu này là chậu gỗ phi 25. Do hoàng thảo tam màu sắc. Đây các bác nhìn cái mầm của nó đây. Mầm nó nhiều như này, mỗi một mầm này là một thân hoa nha các bác nhé. Thân hoa ở dưới đây rất là nhiều ạ. Đấy, rất nhiều thân hoa luôn. Do này mã số 133 có giá là 200.000 đồng. Tại vì là mỗi một thân hoa chỉ ra một mầm gốc thôi. Đây, rất nhiều mầm gốc này thì cực nhiều một thân hoa luôn. Mã 133 200.000 đồng. Hoàng thảo tam màu sắc. Tiếp đến em lên cho các bác là một giò phi điệp vàng. Phi điệp vàng. Đấy, do này có giá là 250.000, mã số 85. Đấy, khúc giớn dài 60 cm, mã 85 250.000 ạ, phi điệp vàng ạ. Mã 85 250. Chậu kiều tím Yên Bái, kiều tím Yên Bái, chậu này được 1 2 3 4 5 5 thân. Thân dài là được 2 này, 4 này, 60 cm. Thân dài 60. Đấy, do này mã số 193 có giá là 750.000 ạ, 750.000 các bác nhé. Còn trên cái chậu nhựa phi 25 như này, à chậu gỗ phi 25 như này. Mã 193 750.000. Đây là thằng kiều tím Yên Bái. Tiếp theo một chậu vũ nữ sô cô la này. Vũ nữ sô cô la. Chậu này hiện tại có được 2 cần hoa, một cần dài và một cần ngắn đây, là 2 cần. Được 2 cần hoa nhé các bác nhé. Giò này có giá là 230.000, mã số 151, 151 230.000. Chậu vũ nữ ngọc nữ, ngọc nữ đang được 1 2 3 này, 4 này, 5, 6, 7, 8, 9 cần hoa. Chậu này được 9 cần hoa, chậu này có giá cũng 230.000. Đây là vũ nữ ngọc nữ. Em lên một CD vũ nữ cho các bác xem. Tiếp theo là một chậu đây là chậu thanh đạm bút chì. Đang hoa và nụ như này, thanh đạm bút chì nhé. Chậu này mã số 86, 230.000. Đấy, thanh đạm bút chì. Tiếp theo là một chậu vũ nữ kẹo ngọt, được 2 cần hoa. Đấy, cần dài được 30 và cần ngắn được hơn 20 rồi. Mã số 149 200.000 đồng. Tiếp đến là lên một chậu vũ nữ cam lửa. Đấy, cây củ rất là to này, cũng 2 cần hoa. Cần hoa dài 40 rồi. Có 2 cần thôi. 2 cần hoa. Chậu này có giá cũng 230.000, mã số 197. Tiếp đến em lên một chậu đùi gà 5 cánh trắng họng hồng này. Đùi gà 5 cánh trắng họng hồng các bác nhé. 5 cánh trắng họng hồng. Chậu này được 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 thân. 400.000 đồng mã số 139. 5 cánh trắng họng hồng các bác nhé. 5 cánh trắng tinh và họng của nó màu hồng đấy. Đấy là đùi gà 5 cánh trắng họng hồng. Giò Long Chu Xuân này chắc gửi đi không kịp để chơi được. Để lại chơi thôi. Tiếp theo em lên một giò hoàng thảo kèn này. Hoàng thảo kèn, chỗ này được 2 thân như này. Để hàng thảo kèn đây là hàng gieo hạt nhé các bác nhé, gieo hạt chuẩn đét vùng miền Lai Châu luôn ạ. 3 thân đang nụ như này, lên 2 mầm gốc rồi. Chỗ này mã số 198 400.000 đồng, 198 400. Kèn gieo hạt. À, có 2 cái giò quyệt đây. Một giò giò này là thằng thằng gì nhỉ, thằng hoàng thảo xoắn, được 1 2 3 này, 3 này, 4 này, 5 6 7 7 thân hoa. 7 thân hoa như này. Giò này em chia sẻ với mọi người với giá là 300.000 đồng ạ, 300.000 đồng, thân tơ còn rất nhiều đấy. 300.000 đồng mã số 199. 199 300, hoàng thảo xoắn trồng thuần thì cùng gỗ. Tiếp theo là một giò ngọc thạch. À, chưa kia có ngọc thạch thì chưa ấy. Cái này là ngọc thạch hai màu nhé, hai màu sẽ ra sau ba màu. Giò này được thân hoa được 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
11 thân hoa, dùng một thân tơ vẫn còn đây, đây những thân tơ nhưng mà chắc khả năng những thân bé không ra được hoa, mầm gốc thì đang lên nhiều lắm. Nguyên một rè nhé, nguyên một rè mã số 200 cũng có giá là 200.000 đồng, mã 200 200.000 đồng ạ. Đây là ngọc thạch hai màu, tôi xuống đây anh quay trộm ngọc thạch ba màu quên mất. Một giò ngọc thạch ba màu ở đây, đây một chậu giò ngọc thạch ba màu đây, siêu nhiều lụ luôn các bác nhá, siêu nhiều lụ luôn, trồng thuần trên khu gỗ này được 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, được 18 cái thân đang lụ này, 18 thân lụ, mã số 187 250.000 ạ, 250.000 mã số 187 nhá, ngọc thạch ba màu trồng thuần trên khúc gỗ này, 250.000 mã số 87, siêu nhiều lụ luôn. Tiếp theo lên một giò kiều vuông lộc bắc này, kiều vuông lộc bắc một giò như này các bác, chủ yếu là ăn nhau cái bộ rễ này các bác này, nó cực khỏe luôn. Đây các bác thể lồng vào cho em một cái chậu chậu gỗ nhé, lồng một cái chậu gỗ phi 30 hoặc là phi 25 cũng được. Đấy, mã số 186 250.000 ạ, 250.000 kiều vuông lộc bắc. Rồi anh chị em ai có nhu cầu mua hàng thì liên hệ trực tiếp em, số điện thoại là 0969 444 668, số điện thoại của em đã kết nối Zalo rồi nhé. Rồi em xin chào tất cả mọi người ạ.